Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Quỷ Bất Thiền Sư. Nay tôi kể cho quý vị nghe câu chuyện nói về công đức của tư thế ngồi kiết già phu tọa. Kiết già phu tọa là một tư thế ngồi thiền an ổn và vững chắc nhất. Hành giả ngồi xếp bằng, bắt tréo hai chân, trước để chân trái lên đùi phải, sau đó lại bắt tréo chân phải để lên đùi trái, nghĩa là hai bàn chân bắt tréo ngửa ra đặt trên hai đùi. Tư thế này còn gọi là liên hoa tọa hay hàng ma tọa. Xưa kia có một vị tăng chuyên cản kinh sám, nghĩa là không dụng công tu hành nhưng chuyên đi tụng kinh và làm lễ sám hối để siêu độ cho vong linh. Chư tăng ở Trung Hoa thường gọi những thầy này là thầy Tăng Tăng Tinh. Tăng Tăng Tinh là tên đặt, được xuất phát từ âm thanh của một loại pháp khí dùng trong các buổi lễ cầu siêu. Hễ nhà ai có người chết thì họ thỉnh thầy Tăng Tăng Tinh đến giúp tụng kinh bái sám, siêu độ cho vong hồn vượt qua biển khổ, và dĩ nhiên là gia chủ sẽ phải trả một số tiền sau mỗi lần tụng kinh. Chẳng hạn, giá tiền cho một ngày tụng kinh ở Hồng Kông hiện nay đó là vào khoảng năm 1968, ít nhất là 100 đô la Hồng Kông. Vì số người chết quá nhiều cho nên muốn thỉnh riêng một vị tăng đến nhà tụng kinh cũng rất khó kiếm. Không đơn giản như ở nước Mỹ. Quý vị chỉ cần thỉnh một vị linh mục hay một vị mục sư làm lễ misa ở nhà thờ là xong chuyện. Nhưng ở Hồng Kông, người ta, nhất là những nhà giàu, họ muốn thỉnh cho được 5, hoặc 7, hoặc 10, hoặc vài chục vị tăng đến nhà tụng kinh cầu siêu cho người chết là chuyện thường. Câu chuyện xảy ra như sau. Hôm đó, thầy Tăng Tăng Tinh trở về chùa sau một ngày vất vả tụng kinh cầu nguyện cho người chết. Khi đi ngang qua một ngôi nhà nọ, con chó trong sân sủa vang lên, dai dẳng. Thầy nghe giọng bực bội của người vợ từ trong nhà nói với chồng vọng ra. Ông đã xem thử coi đứa nào vậy? Vị tăng thấy người chồng vén màn cửa sổ, sầm soi nhìn ra rồi đáp. Ồ, đó chỉ là con ma, chuyên đi rong tụng kinh đám ấy mà. Vị tăng đã đi khá xa, nhưng lời nói ấy cứ vang mãi trong tai ông. À, tại sao người ấy gọi ta là con ma tụng kinh đám? À, tại sao ông ta không gọi là Phật tụng kinh đám hay thần tiên tụng kinh đám, mà dám gọi ta là con ma chuyên đi rong tụng kinh đám? Khi đang đi trên đường về chùa thì bất chợt trời đổ mưa lớn. Ông bèn chung xuống dưới chân cầu tạm tránh mưa. Vị tăng suy nghĩ, ta nên ngồi thiền chờ mưa tạnh rồi hẳn đi tiếp. Lúc thầy đang ngồi thiền trong tư thế kiết già, bỗng nhiên có hai con quỷ đi ngang qua. Có một con quỷ nói với con kia, "Hê, ở đây có một cái tháp vàng. Trong tháp vàng lại có thờ Xá Lợi Đức Phật. À, chúng ta hãy mau mau khấu đầu đảnh lễ. Nếu chúng ta đảnh lễ Xá Lợi của Đức Phật, thì sẽ tiêu trừ được vô số nghiệp chướng. Mày có biết chăng?" Vì thế, hai quỷ rủ nhau cúi đầu đảnh lễ lia lịa. Sau khi chúng đảnh lễ được một chập, thì vị tăng thấy chân bắt đầu bị đau. Để cho ngồi được thoải mái hơn, thầy bèn bỏ chân phải xuống, sửa thế kiết già thành bán già. Đó là tư thế gác chân trái trên bắp đùi phải. Nhằm lúc hai quỷ vừa lạy xuống, đang lơm khơm bật mình ngóc đầu lên, chúng thấy có chuyện lạ xảy ra. Nè, một con quỷ nói, quái lạ, ngồi tháp vàng kia bỗng chuyển thành tháp bạc. Mày có nhìn thấy không? À, thế thì đã sao nào? Con quỷ kia đáp lại, tháp bạc vẫn còn quý tráng mà, chúng ta nên tiếp tục đảnh lễ đi, đừng có nhiều chuyện mà. Chúng nó đảnh lễ được thêm khoảng nửa giờ thì chân của vị tăng lại bị đau, và ông ta xả thiền, uể oải duỗi cả hai cẳng ra nghỉ xả hơi. Vị tăng lại tính toán, à, ta nên nằm nghỉ mà chốc lát, mưa dày mà dài quá. Nhưng ngay lúc đó, hai con quỷ thoáng thấy ngôi tháp bạc mình đang lạy biến thành một đống bùn. Một con quỷ thét lên, ôi rồi, coi kìa, một đống bùn,
nhanh lên, hãy đập cho nó một trận. Hai con quỷ nhào tới sắp đánh thầy. Sợ quá, thầy lẽ làng bắt téo hai chân, ngồi gọn gàng lại vào tư thế kiết già. Hai quỷ chợt dừng lại, và đồng thanh la lên. Kỳ quái, lại biến thành ngôi tháp vàng. Thật đúng, phải có xa lợi của Đức Phật trong đó, nên tháp mới biến hóa vô cùng vô tận như thế. Phút trước là ngôi tháp vàng, phút sau lại biến thành tháp bà, rồi trở thành đóng bùng. À, bất luận, dù cho cái chuyện gì xảy ra đi nữa, chúng ta chỉ nên tiếp tục đảnh lễ mà thôi. Nói rồi, chúng tiếp tục lễ lại không ngừng nghỉ cho đến khi trời hừng sáng. Sự kiện này để lại một ấn tượng sâu sắc trong tâm thức vị tăng, với biệt hiệu con ma đi rong tụng kinh đám. Thầy ngồi trầm ngâm suy tư. À, nếu ta ngồi trong tư thế kiết già, thì đó là ngôi tháp bằng vàng thờ Xá Lợi Phật. Nếu ta ngồi với tư thế bán già, thì đó là ngôi tháp bạc. Còn nếu ta không ngồi với hai tư thế ấy, thì chẳng có khác gì hơn là một đống bùn. À, tốt hơn hết, là từ nay, ta chỉ nên dụng công tu đạo mà thôi, không đi tụng kinh đám nữa. Rồi thầy miệt mài, tinh tấn, khổ công tu hành rất nghiêm mật. Sau một thời gian, thầy ngộ đạo, được người đương thời tặng cái biệt danh là quỷ bất thiện sư. Vì rằng nếu thầy không bị hai con quỷ dọa đánh, chắc hẳn thầy sẽ còn trì hoãn công phu và sẽ không bao giờ được khai ngộ. Hòa thượng Tiên Hóa giảng trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm quyển 1. Ha ha ha, 问什么的说